Ôi ôi nó vàng nó đẹp kìa. Này chắc nghệ chứ phải nước nó rồi. Ôi ôi hồi chút xíu nữa, à chút xíu nữa. Chưa ghê lên lên vàng vậy đó. Các bạn, cái này gạt khoáng nước không các bạn hay gắn lạ các bạn. Sao không hảo vàng dữ vậy? Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi rắn nha cả nhà. Hôm gầy nhất kiên trì không cả nhà, con một liên không thành công rồi. Đây có ngôi nhà ngoài cánh đồng, mưa bão quá cả nhà, mình đang mặc áo cho điện thoại nên quay chắc nó hơi tối chút, còn đang bão cái gì, mặc áo mưa cho người rồi mặc áo mưa cho điện thoại luôn nên quên nó hơi tối, mong cả nhà thông cảm nha. Cho hai anh em mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình nha. Anh em mình sẽ sắp xếp một ngày chống chống lịch sẽ đi giao lưu với kênh bãi rắn Cần Thơ cả nhà. Anh ở bên Trung An á, gần chợ Trung An á. Bữa nào qua giao lưu với anh bữa. Rồi, nào tới bãi nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Bảo tới rồi cả nhà ơi, chạy thôi. Ây ô. Mịt mù cái chân. Tới luôn, tới luôn. Có dính cả nhà ơi. Đang lội lội mưa quá mưa, nghe mình lội trước. Ô ô. Đây. Gặp đồng nghiệp. Ảnh bảy rắn à. Gặp đồng nghiệp đi. Đồng nghiệp mà cũng người quen nữa bạn ơi. Bảy lợp. Hai con lãi không hả? Lãi không mà phải hậu thành có tiền, mấy ông nội này có nhiêu tiền. À, trời có dính là vui rồi, không gầy nhất như chỉ. Đây, đâu đem làm gì? Bữa đó em gặp lợp em tưởng của anh không à, rồi em mới đâu đặt rồi văn này mới văn nè, mới văn đi có thăm mấy năm ngày là mới 10 ngày ha. Rồi phẩm mấy tháng trước em có đi. Ngoài đó. Đây kiếm đường nó qua sông bên kia trời. Chắc lội qua nữa quá. Gì? Để đặng có đường qua đó. Chỗ ông nó nghe đã dưỡng quýnh anh đó. Không không ai đụng nó đến ông quýnh đâu. Trời không. Thôi. Ăn nó quấn đầu gì nữa rồi. Lại cái nó mềm nó lại rút lại. Chơi không nón đi. Đèo đạp nó luôn nữa. Quá mưa. Quá mưa bạn ơi. Dính gắn rẻ tiền không mấy bạn ơi. Này đi lượn lúc. Không có anh lỗ cho em cũng rồi. Đâu có vớ. Cái này tay có mấy ngàn hả? À. Cái tay là không có 2 3 ngàn mà hả? À. Rồi mình dính còn lỗ. Ừ. Lợp của anh mà lạng hoạn ấy ấy nó chết chuột rồi ổng đổ quá trời chứ bị mắc gặp á. Thì làm ngày mà em này lớn này mà còn túng nè, dính cuốn, dính mấy gắn bự bự nhìn thấy cuốn. Mấy người dạng không sợ mắc. Mà mấy người nhát mới sợ mắc. Cái người dạng ta gỡ nó bắt con gắn ta bỏ đồ mình lại. Ừ. Còn người nhát á nó ruộng luôn ta lấy luôn. Luôn. Ừ. bị đứa đó. Còn em thì đa số lấy lưới mà mày gỡ đâu được. Lấy lưới mà nó dính lấy lưới mà ta lưới không có nhiêu tiền mình không đáng kể. Mới đi tới đây nè. Mới đi đây nè. Nào đâu. Có người thăm dần vậy này không? Đâu. Có thôi đó có con tay hả? Tới đây nữa rồi. Kia đây mình chưa mới đặt rồi. Ừ, anh đặt khúc đẳng cũng được tại vì khúc đẳng cái bờ không mấy em đâu đặt được. Nhiều khi cái thế anh văng được mà em đặt không được mà anh đặt được em văng không được gì đó. Tại vì bờ nó lụp lụp vậy sao văng được chứ đâu mà mình phẳng đâu. Bằng mới văng được. Ừ. Lợp chỗ nào nhét được. Lợp chỗ nào nhét được mà ngược lại cái bờ chấm mình nhét được, nhét thấy lợp anh. Mắc. Ừ, còn em đây thì văng đây giỏi lắm trời cuốn tới lớn á. Rồi, đâu đáng kể gì. Con này quá trời rồi cắt cái banh luôn. Rồi, tuốt ra được không? Không được, tới đây tới. Được mà. Để thử coi. Lên này. Nói ở trên lông có dính không? Không
ở trên đó nó mê chứ trên đó còn tệ hơn đây hết. Thử gỡ chảnh con tay dính được hai con mà con nó lãng còn nước rồi đó. Con đầu tiên. Con này chắc khoảng 1.5 lạng. Đồ đó thấy gì chứ nó có 250 g nè, tại gắn này nó nặng lắm. Đi hả? Ừ nó không như gắn không ăn nha, không ăn bằng nó là nhẹ hơn nó đó. Không đi vào trong dinh cũng nghĩ là chụp nó hỏi. Con nhổ tay này vậy. Bỏ đâu? Dinh á. Dinh này kinh. Dinh á. Dinh ha. Ừ. Bây giờ bỏ ra ăn mạnh nó đó. Dinh nào anh hả? Hai dinh á, dinh gì ba sướng á. Đi tới nè. À, một con nghe cả nhà. Còn bên kia con nữa. Rồi. Con thứ hai. Rồi. Gặp ra chạy chết sợ. Con này bự hơn ha Tâm. Này sống không? Trứng hả? Ngày hôm kia dính con đẻ tại chỗ luôn. Nó đẻ quá trời đấy, mẹ nó làm bên kia. Mua chuột về đúc rồi đá, đập tiếp rồi lộn chuột đẻ trong lộn. Chuột đẻ trong lộn luôn hả? Đẻ trong lộn luôn, chuột lộn chết. Mà không dính nữa. Ờ con này nó có chữa hả? Muốn đẻ luôn trời. Về đây để ngồi đẻ luôn nè. Ừ. Đúng đó ngồi đẻ luôn. Đút nút nè. Con này cắt. Trên bờ hỏi ông Hiệp hỏi cho nó sạch luôn. Bờ giáp bờ của Nghiệp giáp bên ông Sơ vừa cùng bữa đó có con được con 1 ký vô rồi. Rồi anh đặt cái dưới này chưa không mẹ có cái khu dưới này nè con, nó có mấy con này hoài dính rồi dưới này đây hầm cá long nè. Vậy? Con nhỏ nhỏ con nửa tay à. Cùng mang nhỏ con ve lại kiếm cây quay lại bò mất tiêu rồi. Hôm gài rồi ông chưa đem xuống gài nó mấy cái đó. Có nó đó bò mấy con kia cũng không ở nữa. Nó ăn hạt trơn luôn nó ở. Cái này rắn có lên giá vậy mày. Ổ hành thì thấy có giá còn mấy con kia thấy nó nghèo quá. Như rắn này vợ ký có 130 bằng rắn không ngựa mình thôi. Lãi nè. 130 bằng luôn. Ngon mà nấu chưa ngon. Thì bây giờ tụt cực rồi dính luôn rồi, giúp con nghĩ. Bởi vậy trời nói chung là trời cho ăn gì mình ăn nấy nha mấy bạn. Trời gió vậy là khó hơn nữa. Khó hơn. Đỡ không? Đỡ đỡ. Em làm 500 tay em trốn cũng cỡ 1 triệu đó mà hổng gài được 1 triệu mấy à. Nói chung là thăm người lấy giống à. Năm sau tử rồi. Rồi. Nói chung là chưa văng hết lưới nữa, chưa được 100 tay nữa em còn 400 chưa văng nữa đó. Hỏi chỗ đâu văng. Bây giờ phá bờ trong lõm gì chơi sao văng. Năm ngoái tự trở mình tiến xuống đây là 100 trên 100 đó. Tại kinh còn giờ cái kinh nó anh thấy mất vậy sao đi được cặp kinh đi né không à. Rồi vô là bờ đó. Bờ đó em có văng mấy tay mà anh có đặt rồi đặt đi. Trời ơi trời ơi ông đặt bắt ba cái kia tôi đâu sợ gì đó. Tôi bắt ba chuối ba con lãi ngựa đồ chơi. Trời ơi giá không có nhiêu còn khác. Ừ. Ừ. Không có bờ đó nữa em luôn trở lại đó mà bờ đó thăm nghĩ đi sáu tay không giờ thăm năm chữ không dính. Rồi được hai con cả nhà ơi, nãy giờ gặp đồng nghiệp nên là nói chuyện trò chuyện với đồng nghiệp nè. Được hai con lãi nha. Không gài tàn là một em hôm nay phát kỷ lục. À da. Dạ. Dướng nhánh xài các bạn ơi. Giải mã lời nguyền. Hai con. Bờ này ngon nè. Bờ này ngon bụp. Phát hiện hai con nhân vật lạ. Hai con bay làm gì đó. À. Hai con tiểu hổ nghe cả nhà. Ghê quá.
Phát hiện hai tiểu hổ nha cả nhà, ghê quá, hai con màu gừng. Rồi bữa nay hai anh em mình cuốn cái luồng lớn này nghe cả nhà, tại lý do là bữa hai bữa nữa ta ấy đất lên này, ta vét đất đắp cái bờ này nè, nên là anh em mình bữa nay cuốn luồng lớn này nha. Chưa có thu nhập mất cuốn rồi các bạn ơi. Luồng này bữa dính con hổ mây với con gắn nước chết cả nhà, gắn nước mấy bữa đó đăng hả? Vậy để lại nữa. Chủ nhà ta kêu để lại, mấy bạn ơi chưa móc các bạn ơi. Rồi vậy là chưa móc cả nhà, để lỡ cuốn tay này cuốn tay đây, để cử sau cử gì cái gì nó cuốn luôn. Rồi vậy để lại cử cử hay cử nữa mới cuốn nha cả nhà. À, ta thông báo mình cuốn cuốn các bạn ơi. Vậy chắc cô bé chưa làm rồi. Nãy giờ đi thăm lội sạc háng luôn, không dính chân các bạn ơi. Ngày mình đi đâm gắn mối luôn rồi, trời nắng rồi nha. Bữa nay nay mới có nắng được các bạn, con gắn mối nó vàng rồi các bạn. Vàng tư. Nó do chính sách cộng đồng nên là mình không có quay gần được nha mấy bạn. Tại đâm nó cũng có máu me nữa, không quay cận cảnh được. Bắt gắn được, giờ bắt gắn mối mấy bạn ơi, cũng gắn hả? Giờ lấy chỉ đâm gắn mối luôn rồi. Bữa nay làm như nó muốn hết bão gì, có nắng lại nha cả nhà. Có nắng lại nên gắn mối nó ra nè. Em mình đi đâm. Đãi mấy bạn gắn mối nướng nha. Mối nướng sẽ tới. Thăm hết luồng rồi, lội mấy cây số rồi chưa hơi dính gì. Còn luồng nữa biết sao đây. Nội bảy lợp không cũng hết bữa hổm đi thăm gặp đồng nghiệp rồi thôi, nào có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem. Chạy hả? Chạy rồi. Dậu ra tham sợ bắt con này lên mình đâm con nắng nó chạy luôn rồi. Không dám bước xuống, bước xuống sợ con này nó chạy. Con bự. Rút lên được bắt được hai con rồi đó. Con này cứ chào bá nữa nè. Chào bá luôn. Tính lôi nó lên đừng cho con rắn đừng chạy đừng mình đâm nữa. Tắt con lâu lên vuột. Để vuột. Nhiều nghe các bạn. Hôm nay trời nắng chắc đâm cái mối im các bạn ơi. Rồi vớt bậy nó kiếm 1 kg cái mối kìa. Một em gắn mối nữa nghe cả nhà. Thất thù quá giờ đi đâm gắn mối thôi cả nhà. Trời ơi dính chĩa trong luôn cái gì vậy? Một em giống mối đã bị ăn 5 mũi chĩa. Ừ nãy giờ như cũng bổn chứ. Mấy trăm gram mà. Rồi lên giải cứu bé Na luôn. Nãy giờ bấm chụp hình rồi mới vô rồi mấy bạn ơi, hồi nãy bấm lộn chụp hình, trời ơi cũng lúc chụp này hết biết mấy bạn ơi, nãy đậu trên cây đó đó bấm lộn vô chụp hình
Rồi một con gắn lãi nha mấy bạn. Đĩa một cái thôi thôi mấy bạn ơi, một cục tức. Đây, sáng giờ thăm không dính con nào chứ. Nè sáng giờ nè mấy bạn, đâm gắn máu không à, gắn ngói không à. Rồi mình ghép chung với lít trước hai con hôm mình có ngọng qua hôm kia mình nó nói đó. Tại cái này thất thủ quá nên mình ghép lít lại cả nhà. Không có lít mà để ghép. Không có gắn không dính. Sáng giờ đi thăm luồn mỹ trên kia dưới này nữa luồn rồi mà không dính con nào vậy. Cũng còn không có nhiêu tay nữa hết lưới rồi. Còn em mình gặp gắn lãi hay gọi là gắn hổ mây á. Trên cây chụp luôn. Nãy bấm máy rồi bấm lộn chụp hình. Chế độ chụp hình. Rồi thôi mình đi thăm mấy bẫy tiếp theo nha. Rồi em mình đi trước. Nó dính kìa mấy bạn ơi. Bấm máy lên. Mệt quá chạy lội theo nó không nói. Nãy giờ không dính chừng. Làm biến lội theo luôn. Đuối. Chờ em mình đi trước. Uống nước hả? Uống nước cả nhà. Sao? Cháy luôn à. Rồi. Rồi. Rồi rồi, nước nó vàng. Vàng như nghệ không mấy bạn? Dạ. Đâu rồi, không thấy vậy đó. Thấy cái đuôi nó đó mấy bạn. Đây để mình dẹp. Lại nhìn thấy dụng chân mình nhìn không thấy tưởng đâu nó đi nữa rồi chứ. Rồi, rồi nó vàng. Chè mưa này chỉ có gắn nước nó đi thôi chứ còn cái gắn kia nó đi trốn thôi. Bạn, sao bạn? Rồi để chống quá nữa người ta gặp người ta. Ôi ôi nó vàng nó đẹp kìa. Này chắc ngại chứ phải nước thôi bạn. Rồi ôi hồi chút xíu nữa. À chút xíu nữa. Chưa cái lên lên vàng gì đó. Mấy bạn này gặp phải nước không mấy bạn hay gắn lạ hả? Sao không hảo vàng dữ vậy? Ôi con gắn này nó ngỡ nước sao vàng dữ ta? Có bị lai không à? Lai gắn nghệ gắn gì không ngồi rồi. Mấy bạn biết không mấy bạn bình luận mình coi. Chứ mình thấy nó lạ thiệt á. Vàng dữ lắm nha. Ủa nhớ gắn nước nó đâu vàng dữ ta hơi hơi à. Quá. Nhìn nín, nhìn thèm. Luôn nó phụng nghiệp các bạn chơi phụng như gắn hổ không chứ buồn bây giờ cắn này cắn nắng này đó mấy bạn thấy mình chơi hổ nón chắc tội hẳn ơi trời né đít vừa ha cái đầu mày đâu mà không nhào vô mà nó chơi cái đít nước này mà hầm xả một cái thì thôi luôn. Con này khoảng nhiêu lạng? 4 lạng không? Cái đó đậu lại vậy. Vàng như nghệ luôn. Này buộc phải lấy đi làm cắt lưới mới là gỡ được nha bạn. Cắt lưới không phải cắt da nó nha. Lưới cho nó nồng ra được. Bự quá bự mà ơi. Vàng. Hôm nay hổ hành hình như bị mấy đồng nghiệp bẫy hết mấy bạn, văng không dính luôn. Còn ba ngán thập tạp này không các bạn ơi. Đợi có đỡ không? Này mình săn bắt thì chạy cho sao ăn vậy? Ừ, nó đẹp kìa. Quẩy nữa nè. Chụp cho mẹ con bôi mày lên. Đó, bạn thấy nó cái màu nó ngẫu không? Dây cao cao lên đó. Đây con lái nãy chụp mình quay không kịp bấm lộn vô máy ảnh.
vớt cũng hết biết. Mới nãy chụp sảy con nữa bạn, chạy như tên lửa. Nãy mình đi vòng bên đây không có quay được. Nó chạy mà hơn tốc độ hơn 100 km/h. Biết con rắn này nó đã thì nó ngộ người ta. Nhớ rắn nước nó đâu có vàng dữ vàng á. Rắn này sao vàng quá vậy. Nhìn đẹp quá kìa. Nhìn tướng như lương á. Rắn này bộ cẩn vàng. Rắn này có bà con gì với dòng họ Phúc XO không mày? Vàng dữ kìa. Đây, đây mình cái nè. Lá lùng ta. Mà rắn nước lên tuốt trên bờ chứ dính ở dưới đó mà dính tuốt đây cũng đi mình bỏ kìa. Người quá nhiều ngầu. Cái gì ăn cơ. Ống ánh luôn á. Ơi, là sáng giờ thành quả là hai em nha, với khoảng nửa ký, hơn nửa ký ống mối nha cả nhà. Nhiều quá. Này nếu càng gì cần ký vậy đó. Ừ. Có màn rồi. Vì ba cái ống mối đó có máu nên mình không có quay được. Rồi. Nãy con lãi thì chụp trên cái xài con được con ngấn nước vàng éo. Ngấn nước này nó có like không mà. Các bạn comment giùm kênh đó. Sao nó vàng như nghệ vậy, nhìn lạ quá trời lạ không biết. Chào cả nhà anh em mình, cho anh em mình kết thúc clip này luôn nha. Sáng giờ đi thăm lội muốn xỉu luôn các bạn ơi. Thành quả bữa nay thì một con rắn vàng. Ừ. Rắn này vô mình bán chắc cả nửa tỷ vậy các bạn. Con này quá thấy lạ quá nè. Làm quá các bạn. Một con rắn nước mà sau mình mấy nó vàng khè nhìn thấy thèm quá chứ nó giống bà con dùng họ với Phúc XO gì. Ừ. Với con hổ may nha mấy bạn, hay kêu là rắn hổ lãi nha. Lãi gáo được nhiều cái máu nữa các bạn. Nhiều cái máu. Ờ không quay gần được. Này cái máu này chắc cần ký hơn ký vậy. Thôi bữa nay tạm tạm được đi, nhờ trời nắng. Rồi. Rồi thôi cho anh em mình kết thúc cái clip này nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm động lực như tinh thần làm những video tiếp theo cả nhà. Giấc này 1 giờ rồi, lội lúc 6 giờ mấy tới giờ đó cả nhà. Giờ đuối quá đuối rồi, nói chuyện hết nổi luôn rồi. Rồi chào tạm biệt, bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Gần tới nhà mình rồi.